phần 8. Tôi biết Thuần ở gần mặt trời có nhiều tin hấp dẫn nên canh hỏi nó liên miên về tình hình sắp tới. Trước khi cung khai, nó dặn tôi hãy kín miệng là cứu nước năm bảy lần. Tôi cũng hứa với nó năm bảy chục lần rằng tôi sẽ kín miệng để cứu nước, nó mới chịu nói như nói chuyện cấm đàn bà và trẻ con dưới 25 tuổi. Trước tiên tôi hỏi nó, mày thấy tình hình giải phóng đã meo chưa? Meo là sao? là sắp bưng mâm á. Chưa đâu ông nội ơi, đừng có tếu. Vậy hồi tao ở trong trường đi bê đó, ông Vịnh á, rồi ông Giáp có đến nói chuyện với tụi tao rằng thì là tình hình miền Nam sắp chín mùi rồi. Rằng thì là các đồng chí về tới trong đó thì tất cả đều khác xa. Vậy là cái nghĩa gì? Tao không biết, nhưng thấy còn vất vả trăm ngàn mày ơi, chưa có lé lên một tia sáng tia tối gì đâu mấy ẩm còn đang lo ba cái vụ Mỹ đổ vô Đà Nẵng, Huế, Sài Gòn gì đó. Lo là lo thế nào? Thì lo chỉnh huấn bộ đội. Chính sao cho lại ba cái B-52? Thuần làm thinh, tôi biết tôi vừa buông ra một mũi tên độc ác trúng tim đen của thằng bạn, nên không hỏi thêm nữa. Gió rừng lao sao, những chiếc lá rơi rào rào khua động trên rừng. Vài chiếc rơi trên nóc tăng nghe rõ mồn một, một, thấy Thuần không nói gì thêm tôi bèn rẽ sang chuyện khác. Mày sang đây để gửi con mày cho văn công à? Mày thấy còn chỗ nào cho nó trú ngụ không? Tao đâu có biết. Mày đến hỏi thử xem. Tao chẳng có quyền hạn gì với ai cả. Mày biết tính của tao, không có muốn chỉ huy ai và cũng không muốn ai chỉ huy mình. Nhưng mà mày gửi nó ở đó để học cái gì? Thuần thở dài. Tao đâu có định cho nó học cái gì. Ở ngoài Sài Gòn nó gần thi thú tài rồi. Nhưng tao sợ nó thi rớt, á, bị bắt đi học sĩ quan thì nguy lắm. Thằng con giết thằng tía mà không biết. Cho nên tao đưa nó vô đây để hai cha con gần gũi nhau. Vậy thôi, chứ ở trong này có cái gì mà học? Ừ đúng đó, mày có biết là con gái vô đây là hỏng bét hết không? Làm gì mà tao không biết? Ở bên bộ chỉ huy toàn là con gái mấy ông lớn, nhưng hư thì cũng cứ hư. Đám con gái đánh máy cho Lê Đức Anh và hai bữa ba sinh ba tháng chín hô Quá trời quá đất không ai can nổi Chúng làm gì Còn làm cái gì nữa Kể ra cũng bị mấy cha lớn bày chuyện cho chúng nó cả Chính mấy chả không nên thân Nên còn nít bắt trước Kể cả ông tướng mặt sắt nữa Tao ớn lắm Một đó là ớn B-52 Hai là ớn mấy chả Tôi hỏi Chúng mày ở đâu cơ chứ Mày không biết thật à Tao từ ngày chui vô đây Không có đi đâu ra khỏi cái bầu lung tung này Biết cái gì mà biết Chỗ tụi tao ở đó là Tà Bon Nói phức ra cho rồi Ở đó có động tịnh gì Thì các chả có đường sinh lộ Vọt ngay sang Minot Bên xứ thổ Uống rượu thuốc không đau lưng Minot là cái giống gì Là đồn điền cao su có sân bay Các cha ở ngoài vô toàn là đi máy bay không à Tao đeo về xe hơi Ông tướng mặt sắt được một đoạn Ờ à, trong chuyến đó có con nhỏ ba lê của mày đó Quay được lắm nhưng tao đâu có dám bỏ ngón vì nó là của mày mà. Đếch gì? Ở đời muôn sự của chung, nó vô đây hết là của tao rồi. Chỉ đá lông nheo xa xa thôi, không có rờ rẫm được nữa. Chuyến đó, ờ à, phải rồi, gặp mày ở tại trạm năm, có văn công sư đoàn 330 diễn kịch. Rồi ổng hỏi ý kiến của mày chứ gì. Sau đó đoàn tụi tao tách ra, đi được ít hôm nữa là ổng trở về Hà Nội, rồi đi máy bay luôn vô Nam Vang con thu cũng đi xe hơi với tụi tao về hà nội nhưng không được trở lại cơ quan và cũng không được liên lạc với gia đình kể như nó đã đi rồi sau đó lại đi không biết ổng có giấu con nhỏ trong văn phòng ổng hay không chuyện đó có trời mà biết ôi tao đâu có tính mấy chuyện đó nó vô đây là đụng thằng nởm của nó rồi mày không gì nữa à tao có cấy rau muống thì cấy từ ngoài hà nội chứ về tới xứ rồi rau muống đâu có giá nữa Tôi quay lại chuyện bên bộ chỉ huy. Ê, BK vô ngập hết rồi hả mày? Thì vậy thôi, để rồi mày coi. Đấm đá thì dân Nam Cờ mình đi đầu. Mâm cỗ dọn lên thì BK cua sạch. Tụi mình bơ mỏ chó chứ được cái đếch gì. Mày không thấy hồi tập kết ra Bắc đó sao? Dân thành đồng tổ quốc hóa ra dân thành bùn xó hóc. Lòn gáo người ta mang hết sạch. Lơ lơ láo láo đứng giữa gốc cột ngó một hồi rồi về nhà uống trà giảo nuốt hận lần này cũng vậy nữa bộ chỉ huy toàn là dân cọc cạch và rau muống không thôi trần văn chè là dân khu nôm đó nghe chăn nội đừng có tưởng chả là năm cờ mà lầm đau đớn tao thực sự không có hiểu thằng cha đó có ăn chịu gì với trung ương mà nó lên chức vù vù vậy mày không biết thật à không nó canh gác cho ba duẩn đéo đứng mụ nga ở u minh nó kiếm gái cho lê đức thọ chơi nó nịnh văn tiến dũng có thế thôi bây giờ nó đội nguyễn trí thanh chỉ còn thiếu dân vợ nó thôi mẹ kiếp nó ở khu 8, tao biết rành quá trời nó có đánh đá gì đâu chiến công rồng dinh rồng dứa mộc hóa la bang bắc sa ma vàm nước trong phú lễ bầu vơi vân vân và những trận khác toàn là của các tay tiểu đoàn trưởng và lính chứ nó có xía vô được phát súng nào vậy mà ra bắc lên trung tướng hiệu trưởng lục quân trần quốc tuấn thứ trưởng quốc phòng thói đời á thằng nào đội giỏi thì thằng nó lên lon mau mày ơi ông bảy trấn của tao đáng lẽ cũng là trung tướng mà chẳng được cái mẻ gì hết tụi nó tống ổng ra dân làm dám cái mòng đốc đại học nhưng tụi nó còn cho làm giám đốc đại học nhân dân cũng là đỡ lắm còn hơn tư lệnh khu 7 huỳnh văn nghệ chỉ được cho làm trọng tài thổi quài các trận đá bóng sân cột cờ còn mày nữa sao mày lọt sổ đi liên xô được vậy hả mày không biết là tao làm phó giám đốc trường đại học không có ai học đó à bởi vậy nên ông bảy á ông muốn tống tao đi nghỉ mát ở liên xô vài năm chơi cho biết mùi bơ sữa nước anh em qua đó thì bơ sữa đã đành nhưng có biết mùi các em không chuyện đó khỏi nói rồi dễ cu thôi có xu rủ em đi picnic vô rừng là ăn thua ngay nhưng tụi nó khoa học lắm nó bắt thằng nhỏ phải mặc áo giáp như là ô tô blindê thì nó mới cho vào hang bắt cọp Ủa sao kỳ vậy? Thì nó sợ mang bị tương lai chứ sao? Mày có để lại cái nào cho các em không? Hì hì, tao hỏi chuyện này mày phải nói thật nghe. Tao sợ gì mày mà tao phải nói láo mày? Tao nghe nói có một tay to lắm sang đó mò một con nhỏ hầu phòng vốn là đoàn viên. Côm sô môn bị nó la lên, sứ quán mình mất mặt phải xin lỗi có không? Không có đâu, thằng nào ngu mà đi mò tụi đó có cần nó thì cho nó năm sáu rúp là nó suốt đêm không xô môn xô miết cái đếch gì có tuổi thanh niên mình á tin ở lý tưởng nọ kia chứ tuổi liên xô chẳng tôn thờ cái món đó lắm đâu mày ra bãi biển với một em mày có thể làm vịt sim đạp mái dưới nước được mà không tao nghe nói lão bộ trưởng phủ thủ tướng bị em không xô môn la có thể là thằng chả xui xẻo mò nhầm một cái lập trường cứng rắn Nghe nói con gái anh Ba Duẩn mê thằng cha thầy có không mày? Tao chỉ biết đó là các ông lớn, ông nào cũng có con học liên xô với tiêu chuẩn cao hết cả, chứ không biết vụ đó. Nhưng có biết vụ con ông lớn làm tiền ở bãi biển Crimea. Mày trả thù xứ sở được mấy lần? Nhiều. Mày khiến có xuể không? Khi ăn, khi thua, nói chung là mấy ẻn nó không chê dân ta lắm. Em nào cũng trường túc hết cả hả? Có em mập, có em ốm chứ Nhưng mà nói chung là em nào cũng hảo ngọt cả Ăn và chơi là hai môn các em thích nhất 15, 16, ít khi nào còn nguyên Tụi nó thực hành đâu hồi 14 hay sao ấy Nó có mùi hôi hôi mày ạ à. Không phải hôi hám đâu Cũng không phải là nó ở dơ Nhưng cái mùi của các em bên đó đó Không có hợp với khú vị của bọn mình Nè, mày có biết thằng Lê An không? Không Nhưng có nghe nói khi tao qua thì sứ quán kêu một lũ ma mới đến giành mặt ngay. Ông Kinh đại sứ bảo là chớ qua lang bang, lơ mơ là đóng thùng gửi về nước. Thằng Lê An nhạc sĩ viêu lông chứ gì, không biết nó làm cách nào lủi vô được sứ quán Hòa Lan rồi dông về Sài Gòn. Cái thằng báo hại tụi sinh viên phải học tập cả tháng. Học tập cái gì? Học tập lại lập trường vô sản học tập cái gì? Và yêu con các cha Võ Văn Doãn và Lê Vinh Quốc, qua học đại học Mác Lê, rồi ăn phải bả của ông Trọc Khơ, học xong ở lại thành lập đảng Cộng sản Việt Nam bên đó, có học không? Tao qua thì cờ tàn rồi, nhưng cũng còn nghe dư âm, khô rơi đài, cốt xi gin lên nắm, hai tên xét lại, bị bỏ củi heo gửi về Việt Nam, bây giờ mất tích luôn không thấy tụi nó đâu nữa. Vậy chắc đám sinh viên học tập đã đời về vụ đó hả? Cũng vừa phải thôi, vì tư tưởng của già khơ ăn ruồng ác lắm. Ai mà nghe lão nói chuyện cũng mê hết. Kể ra sự lũy cũng có tài chứ hả? Lôi cả cái xác Stalin ra khỏi hồng trường thiêu hủy và đá văng cả bảy ông trong bộ chính trị ra khỏi ghế mà y không hề hấn gì cả. Đây rồi tới Mao chủ tịch. ớn nhất là ông nội bánh bao này. Vì lão bụng phệ này ở gần mình và mình ăn chịu với lão quá đậm. Lão ho một phát là mình rớn tóc gáy và quỳ xuống mà bưng dạ ỏm tỏi. Mày không thấy ông Mai nhà mình chỉ nói lão ta là Mark xít Mít Xoài là bị thưởng một chai nước ngọt uống chưa hết là dãy tê như cá lóc bị đập đầu hay sao? Không biết bên đó đang diễn cái trò gì mà lúc tao nằm giữa trường Sơn á, tao nghe Đài Bắc Kinh nói oan oan, Lưu Thiếu Kỳ là tên phản đảng và bị gọt gáy bôi vôi hả mày? Mình không có thể hiểu được mấy ông to đầu đâu mày ơi, tao đã ở gần ông mặt sắt này khá lâu tao thấy ông có vẻ bí hiểm lắm ông lầm lầm lì lì như thánh con vậy đó ông vô đây là toàn quyền nó nghe mày. ông muốn thay đổi tổ chức như thế nào thì cứ thay không cần phải thỉnh thị trung ương thuần tiếp sắp tới đây hả có hội nghị to lắm ở bên bộ chỉ huy đó ông ở bên đó hả thì ở bển chứ ở đâu ông như vua trong cung điện vậy không có ai gặp mặt được chỉ trừ con vợ thằng trỗi thôi thằng trỗi nào trời đất mày lú lẫn rồi hay sao mày quên cả anh hùng của mình à? Thực tình là tôi đã quên, hoặc nói theo duy vật biện chứng bá láp là trong tiềm thức của tôi không có ghi cái tên trỗi hay là trôi gì đó. Bây giờ nghe nhắc nó mới bật ra và nhớ lại Nguyễn Văn Trỗi mà Đài Phát Thanh Hà Nội đọc là Nguyễn Văn Trôi và các nhạc sĩ Hà Nội theo lệnh tố hữu đã làm hàng trăm bài hát ca ngợi chứ gì. Nhà thơ cũng thế, làm thơ đăng khắp các báo Thứ thi sĩ con cóc nhảy ra chưa bao giờ được hôn tòa soạn để tòa soạn đăng cho một bài. Thì nay có dịp chỗ tài thi phú, vần ôi trong chữ trôi thì dễ gieo dễ đáp quá nên thơ rất nhiều. Báo văn nghệ mà tôi ở trong bộ biên tập đăng không hết. Riêng Tố Hữu thì làm một bài xếp sầm đăng ở báo nhân dân có tựa là Hãy nhớ lấy lời tôi, trong đó có câu Phút thiêng liêng anh gọi bác ba lần có những cái mồm ăn mắm ăn muối cười tét với nhau hỏi sao không bốn lần nói lái theo kiểu nam kỳ thì mất hết thiêng liêng chế lan viên và xuân diệu thì tha hồ biểu diễn lập trường thơ của mình thở đó tôi rất mệt vì phải chạy lăng xăng làm phóng sự nghĩa là đi tìm tài liệu trong các tầng lớp nhân dân để viết nhưng rồi tôi không viết nổi vì xưởng phim tài liệu hà nội đã thầu hết cả rồi họ làm phóng sự bằng hình ảnh để chiếu ra liền Riêng các họa sĩ thì thức đêm để vẽ áp phích. Nguyễn Văn Trôi đứng ngồi nằm đủ 36 kiểu khắp Hà Nội. Kiểu nào trông thấy cũng tê người hết cả. Đi đâu cũng nghe bàn tán ở ngã tư, ngã ba, ngõ hẻm. Cũng có hình Nguyễn Văn Trôi đùng một cái trên thông tấn xã cải chính Nguyễn Văn Trỗi. Trỗi chứ không phải trôi. Thế là bỏ mẹ rồi. Khổ nhất là các nhạc sĩ. Giấu nhạc đồ không đổi ra lá được và lại muốn hát trên đài cho nhân dân nghe phải có mũ đích đi kèm chứ chẳng lẽ cứ la như mãi võ sơn đông cho nên cuối cùng không sửa được cứ để anh Nguyễn Văn trôi nguyên con do đó dân Hà Nội vốn chúa dí dỏm và sáng tạo ngôn ngữ bảo nhau mình ca ngợi ông trôi anh hùng trong khi ông trỗi lại chết bắn thành ra chớt ha nhưng còn một cái tai nạn khác khiến cho tôi không quên ông trôi được đó là quyển sống như anh một quyển sách độ trăm ngoài trang do Hà Nội in, hai chữ sống như màu đen, chữ anh màu đỏ. Sách này là của một anh chàng làm ở báo Cứu Quốc, rất là vô danh chuyên nghề viết tin hợp tác xã. Để tống bớt nhân viên đi cho nhẹ tòa soạn, báo này cho anh ta hưởng cái vinh quang đi nam và chó ngáp phải ruồi. Anh ta vớ được vụ Nguyễn Văn Trỗi trong cục rờ, rồi tương lên thành sách, kỳ là Trần Đình Vân. Bản Thảo gửi ra Hà Nội, Tố hữu sướng lắm, xét đi khoe ở hội nhà văn và cho lệnh in 20.000 bản. Thơ của Xuân Diệu chế Lan Viên chỉ đến 6.000 là thượng đỉnh, chỉ có thơ họ tố mới in 20.000. In xong, họ tố bảo hội nhà văn họp để hoan nghênh và xé to ra cho có tiếng vang quốc tế. Trước nhất là các ông to bà lớn trong hội phải biết bài để ca ngợi nghệ thuật và lập trường của ông anh hùng. Tôi không có ý chế diễu một người đã chết dù chết cách nào đi nữa, nhưng đây là sự thật. Chính Hà Nội đã làm cho người anh hùng của họ trở nên hài hước. Càng hài hước hơn nữa là đồng bào Sài Gòn ở vùng cầu Trương Minh Giảng đã biết rõ ông anh hùng này. Sau khi về Sài Gòn, tôi có tìm hiểu để xem sự thật nằm ở cái lỗ mô, một là ngô Đình Diệm bỏ thuốc độc giết cả ngàn tù ở Phú Lợi. Tôi đã đến tận nơi hỏi thì đồng bào ở đây ngơ ngác bảo chẳng biết vụ đó là gì. Vụ thứ hai là Nguyễn Văn Trỗi đặt bom ở cầu Công Lý để giết mắc Namara. Vài người bảo không rõ đầu đuôi, nhưng bà con trông thấy một kẻ chui vô chuồng gà, tưởng là tên ăn trộm gà nên kêu cảnh sát bắt. Rồi ở Hà Nội, tên ăn trộm gà lại hóa ra vĩ nhân. Tôi xách xe đạp chạy long cả đầu gối, đi lại từng ông từng bà một để mong ông bà viết cho một bài khen dùm quyển Sống như anh của Trần Đình Vân. Nguyễn Tuân bảo, đó không phải là nghệ thuật văn chương gì cả, mà chỉ là những bài bán. Có thể ông Quang Đạm, ông Như Phong, hai cây bút trụ cột của báo Nhân dân, hoặc là ông Hoàng Tùng, Việt Nam thông tấn xã, khen thì cứ khen, còn tôi thì, hà hà, bận quá. Còn Tô Hoài chỉ cười nhếch mép, tôi chưa có đặt. Còn một ông, nhưng ông lại ở xa quá, ông Nguyễn Hồng, ở mãi nơi miền Sơn Cước Bắc Giang, nên tôi đành chịu, phọc phe, tôi bèn xoay ra kế khác đi đến thành đoàn thanh niên lao động hà nội ông bí thư tên gì tôi quên mất hình như là vũ quang buồn rầu bảo trong thanh niên hà nội có một luồng chế diễu quyển sách này chúng tôi đang có chỉ thị dập tắt đây tôi hỏi tại sao chế diễu ông bí thư bảo thanh niên kháo với nhau rằng sống như anh thì chết sướng hơn nghĩa là chết ở pháp trường bỏ vợ trẻ đẹp lại cho ai thế nên họ bảo đừng sống như anh tôi mất hứng quá không còn biết cậy gỡ cách nào bèn chạy về tòa soạn tìm quyển sách đến lúc này tôi vẫn chưa đọc tôi chỉ đọc vài trang thì quả như lời ông tuân nói tố hữu cáu lắm nhưng không làm gì được đành tự tay viết một bài đăng báo nhân dân hay báo văn nghệ gì đó tôi không nhớ hình như là báo nhân dân thì phải rồi báo văn nghệ chụp in lại thế nhưng sau đó khi tôi vào tới trong giờ thì nghe tin tác giả quyển Sống Như Anh được gửi đi Trung Quốc cùng với nhà thơ Thanh Hải và được ăn cơm với chủ tịch Mao Trạch Đông. Do đó bây giờ nằm ở giờ tôi làm sao quên được Nguyễn Văn Trôi. Tôi kể một mạch những sự việc trên cho Thuần nghe và hỏi lại Mày gặp bà anh Hùng ở bển hả? Ừ, bà có giống trong hình không? Hình nào? Hình trong quyển sách Sống Như Anh đó. Tao đâu có thấy mặt mũi quyển đó, nhưng cô nàng xinh lắm, còn trẻ ghê tên là Quyên. Tội nghiệp, ông Sáu Vi cưng cô ta lắm lắm. Cưng thế nào? Như con hay là như cháu? Cái thằng, mày muốn đứt đầu hả? Thằng thép mới muốn qua gặp cô ấy nhưng ông Sáu không cho gặp. Bảo cô còn buồn, không ai được phỏng cô ta. Nếu ông vô sớm thì thằng kia không được gặp đâu. Cô ta đi đâu ông cũng cho vệ binh theo tò tò canh giữ cái cổ quý của ông. Thì của quý chứ là gì nữa. Mày đừng có nghĩ bậy bạ nghe mày. Ơ kìa, mày nói cô ta là của quý thì tao nói là của quý. Chứ phải tao nói là của không quý sao mà mày bảo tao nghĩ bậy bạ. Tao có nghĩ bậy bạ gì đâu. Cô ta tắm thì vệ binh xách nước cho cổ tắm. Chứ ổng không cho cổ xuống suối. Sợ người ta non thấy cái của quý. Hi hi. Thuần bật cười. Tôi hỏi mày đã được tiếp cận, ủa tiếp xúc với cái của quý đó chưa? cái của quý nào thì cô quyên đấy mà tao gặp hàng ngày bộ mày ở gần đó à trước đây thì tao ở chung một nhà để làm việc với ổng tao là bí nhất của ổng mà không biết ổng kêu hay mặt trận tự động đưa cô tao qua cho ổng rồi ông ba chè cho vệ binh cất cho tao một cái chòi riêng cách chừng vài chục thước ủa chừng trăm thước nghĩa là khi nói chuyện người bên này không nghe người bên kia mà phải gọi to mới nghe mày rõ chưa nào Dạ em rõ à, rõ lắm à. Như vậy là mày bị tống ra xa chức bí nhất để trở thành bí nhì. Cô Quyên về ngủ chung với ổng một tròi. Bậy mày. Gì mà bậy, bác cháu ngủ chung một tròi có gì đâu. Cháu được bác cưng dữ dội. Hồi nãy mày bảo tao đừng có nghĩ bậy bạ, vậy còn mày thì sao? Tao có nghĩ gì bậy bạ đâu. Cô Quyên là vợ một anh hùng liệt sĩ, còn ổng là một nhà cách mạng thư dữ. Chỉ có thua hồ chủ tịch thôi. Ai mà dám nghĩ bậy về hai con người như vậy? Vậy sao tao nghe nói? Nói gì? Mày nghe cái gì? Hì hì, tao không có nghe cái gì hết, nhưng cái gì tao cũng nghe hết, không sót một cái gì. Thuần im lặng một lúc lâu, rồi ngóc đầu lên. Mày có nghe thiệt à? Mày có nghe, không nghe thì thôi, chứ tao thì không có nghe cái gì ráo trọi. Mày nghe gì thì nói cho tao biết, để tao trận đứng dư luận, chứ để lan tràn ra kỳ lắm. Thấy thằng bạn hơi hốt hoảng, tôi càng nói hàng hai để thấu cái hắn chơi. Nói thiệt với mày tao nghe nhiều lắm Nhưng mà không biết cái nào đúng cái nào sai Không có cái nào đúng đâu Ừ không đúng thì bỏ qua đi Hỏi tao làm đéo gì Thì đâu mày nói tao nghe thử Không phải ổng đâu mà thằng khác Hả thằng nào Mấy thằng bên mặt trận hay ở đâu đó Ai mà biết được Có thằng nào lại chịu cha ăn cướp Hổng chừng có mày trong cái danh sách dài thằng giặc đó nữa Thằng Thuần bỗng ré lên cười khanh khách Tôi biết là tôi đã thấu cái hắn rất thành công nên bảo luôn. Nhưng mày chưa đi đến đâu đâu. Sao mày biết? Mày chỉ xạ dàn ngoài thôi. Giỡn hoài mày. Tôi biết tính thằng bạn. Nó nhạy bén lắm. Hơn nữa đó, nó có vó tài tử si Dễ gì mà nó tha con nai tơ ngơ ngác, nhoáng qua nhoáng lại trước mắt hàng ngày. Hơn nữa con nai đã bị treo mõm mấy năm, vừa đói lại vừa khát. Nghe suối lòng, reo rã rít róc ra rít róc làm sao mà chịu nổi tôi bảo mày dở thật á của ngon treo trước mõm để để cho sói già nuốt mất đếch họ sói già chỉ ngửi vành ngoài thôi còn gân đâu mà đánh vô trung tâm tôi biết là hắn tự ái nên nói khích tao lết trên trường sơn ói ra máu cục vậy mà vẫn trả thù dân tộc được mấy tháng liền còn mày ăn ngon ngủ kỹ vậy mà người ta dâng đưa tới họng thì lại tu thuần cười hồi lâu mới tiếp để tao kể cho mày nghe nhé đừng có nói láo ông nội ơi tao láo cho b 52 mươi ăn tao đi ừ thì kể nghe nhưng mày phải hứa là không có nói đi nói lại cho ai nghe nhé chẳng có nhé nhỉ gì hết nói thì tao nghe chơi sau này biết chuyện tao đưa khéo vào ông nội ơi cái khéo của ông là cũng đủ bỏ mẹ tôi rồi nhưng được dám ăn dám chịu sợ đích gì mánh khóe ở đời không phải là anh có ăn vụng không mà là anh ăn vụng anh có chùi mõm sạch không phải không mày thuần nói to lên trong lúc tôi vẫn nằm im không đáp tao biết nhiều vụ còn động đất hơn nữa kìa vụ này ăn thua chi ừ nói nghe chơi chứ để chết đem theo à chẳng có lãnh tụ nào anh minh cả trước cái lờ hả thằng chó nào cũng hít hít và gầm mặt vào đó và mê mẩn cả thôi tao biết hết ráo trọi cả bác hồ ông già thì tao không có ở gần mà tao chỉ nghe vài giai thoại thôi còn từ anh ba duẩn anh hai hùng anh sáu thọ anh ba khiêm anh mười kính anh đéo nào tao cũng có hồ sơ cả kính nào kính đại sứ ở liên xô đó ông cũng có thành tích giữ vậy à ông trần văn chè ông sáu nam nam nào lê đức anh tham mưu trưởng khu 7 hồi kháng chiến chống pháp vô đây đổi tên là sáu nam rồi ông đại tướng họ võ ông văn tiến rùng Ông râu ria mặt mốc nào cũng đội cái húm lên đầu, chứ chẳng có đạo đức họng gì cả. Nếu tao là nhà văn á hả, thì tao sẽ ghi ra hết. Thế còn ông phó giám đốc trường đại học nhân dân là ai? Là mày đó chứ còn ai nữa, mày quên mày à? Thuần phá lên cười rồi nói, ông tránh của tao cũng vậy nên tao phải noi gương chứ sao? Ông là một cây đó mày ơi, sợ dĩ ông không vô trung ương được là cũng do cái sự ấy một phần tụi BK nó nảy cớ đó ra mà nó đá ổng á. Mày biết không? Ổng làm tái đến bà X xì nữa đó mày. Bà phu nhân này là vợ của một nhà cách mạng rất danh tiếng đã qua đời từ lâu nên tôi xin phép không nêu tên. Hồi ổng còn làm tư lệnh kiêm tránh ủy miền Tây đó. Vợ ổng ghen cạo chọc đầu và nhảy xuống sông tự tử cơ mà. Các cha Trịnh Khánh Vàng, Võ Quang Anh cũng là những con heo nọc trứ danh mày không biết à? Có biết chứ sao không? Chuyện anh ba dẫn mày không biết bằng tao đâu. Nhưng khui ra nó thối lắm, tao không muốn xấu lá xấu nem. Bây giờ với mày và ở giữa rừng ta mới nói ra lần thứ nhất. Hồi ở khu 9 đấy mà. Anh ba nhà mình không có chỗ chơi, nên quơ con Nga là mèo của ông tránh ủy quỷ nhà mình. Con nhỏ này ở thành mới ra, cái hổ phệ còn mới, ra khu để kháng chén chống Pháp. Nào ngờ ra khu lại gặp tư lệnh khu yêu mông em liền tư lệnh khu bỏ em dưới ghe mùi ống, có hai máy gân chạy khắp sông nước miền Tây, lang thang trữ tình, còn hơn là phạm lãi Tây Thi nữa. Bà tư lệnh nghe được bèn tới nơi đánh ghen một trận, còn hơn cả trận tầm vu sóc xoài. Ông tư lệnh chỉ huy ba quân nhưng lại sợ sư tử Hà Đông, bèn tìm cách dứt đường tơ với cô nữ sinh Sài Gòn hơ hớ cái xuân tình. Cũng may á, thời đó anh ba mình từ ngoài cụ hồ vô Nam để lãnh đạo kháng chiến, các tai to mặt bự trong mình tới tân công bằng cách gợi ý cáp cô bé cho ông già sồn sồn mặt nám đen như trời đánh hụt anh ba mình thấy cô nàng da trắng như tuyết tóc đen như mây thì mê tít thò lò rồi nhưng làm bộ chín hấu mại dưa leo ra cái điều đạo đức cao à, tôi đã có gia đình rồi làm vậy hơi khó coi khó thì khó nhưng mấy ông hai hùng ba khiêm chín kỉnh ép tí nữa anh xa nhà thiếu thốn tình cảm anh nên có chị để phục vụ cách mạng thế là anh ba nhắm mắt phục vụ cách mạng với em nga ở dưới ghe ngay buổi tối đó đạo đức con người dễ đánh rơi quá mày ạ à? mày có ở gần đó không tao ở trong cơ quan chứ đâu sao mày thấy cái đạo đức của anh ba rơi mà mày không chịu khó lượm lên gắn lại giùm cho ảnh thuần cười phải nó rơi một lần nó thì tao còn lượm được còn đằng này nó cứ rơi liền liền mà rơi nghe luống búm dưới nước cá chốt bu lại rỉa hết ráo còn đâu mà lượm ngưng một chút thuần lại nói tiếp hắn nói mê man như sổ bầu tâm sự ứ đậm lâu nay tao nói thật với mày nha nhà thơ tao chỉ phục có mình xuân diệu thôi sao vậy phục bài nào một câu thôi mặt trời đi ngủ sớm hả không câu này nè khuyên ai chớ khá lại gần ta nhân loại trông gần cũng xấu xa là cái nghĩa gì mày không hiểu nghĩa gì à sợ mày còn hiểu hơn tao ấy chứ. Xưa kia tao đi theo cách mệnh, tao coi trời hồng tươi đẹp đẽ rực rỡ, cao quý, cao thượng, vĩ đại, linh thiêng vô cùng. Cho nên tao bỏ trường đi theo không học tiếp, bằng tú tài chỉ còn 6 tháng nữa là nẫn cái một, vợ đẹp con xinh như chơi, nhưng tao không màng. Cách mạng đẹp quá, đi theo cách mạng vinh quang hơn. Ở xa xa nhìn cách mạng thì nó là mỹ nhân, khi tới với nó rồi nó thành thường nhân đi với nó lâu ngày thì nó là thằng cùi và bây giờ thì không biết nó là cái gì trong tao tao ớn lắm nghe ai nói tới hai tiếng cách mạng là tao mắc cỡ thầm tất cả những thằng già thằng trẻ con gái bà già đi theo cách mạng là để kiếm chác chứ chẳng phải có lý tưởng lý tung gì cả đâu cho nên họ nhìn rõ mặt cách mạng rồi họ ô rơ voang ngay giỡn hoài mày để yên tao nói hết cho mày nghe mày thấy sau khi tụi mình tập kết ra bắc không cách mạng có còn đẹp và hấp dẫn như thời mình mới bỏ trường đi kháng chiến chống Pháp nữa không? Đẹp chứ, nhưng đẹp cách khác. Tôi gượng đáp, đẹp sao mày lên Ủy ban Quốc tế xin về Nam hả? Phần 8 này hả nghe hai người đối thoại buồn cười quá phải không các bạn? Nhiều lúc đang đọc buồn cười quá, Thiên Hoàng phải ngừng lại cười một hồi rồi mới đọc tiếp được. Đúng là mặt trái của cách mạng kinh khủng quá phải không các bạn? Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong phần 9.